Mỹ thuật 2. Bài 8. Chiếc túi sách xinh xắn. Hình lặp lại xen kẽ. Chuẩn bị: nguyên liệu: giấy thủ công, kéo, keo dán, bút chì, thước kẻ. Thực hành. Bước 1. Cắt giấy thủ công thành những hình khối để tạo hình túi sách. Bước 2. Dán thân vào quai để tạo hình túi sách. Bước 3. Dán trang trí và hoàn thiện sản phẩm. Sản phẩm của chúng mình đã hoàn thành.